Mời tất cả các bạn, chúng ta hãy quay trở về gian bếp của mình để nghe thông báo mới. Cái gì? Anh làm cho em lo quá. Ôi trời ơi, chết rồi. Ngay bây giờ, tất cả các bạn chúng ta sẽ hoán đổi vị trí bếp cho nhau. Cái gì vậy? Ông làm gì? Không thể nào. Tôm hầm bình ba. Đội, anh ơi, đội này à. Trời ơi, cái chương trình này thật là khủng khiếp. Em tới từ thành phố Hồ Chí Minh nè. Cô bạn mang món gì đến cho chương trình nè? Thành phố Hồ Chí Minh nhiều món lắm nhiều em. Nhiều lắm, nó màu mỡ như em vậy đó. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Em nghĩ sao đi thi Top Chef Việt Nam, đầu bếp thượng đỉnh mà là bánh tráng trộn mà em. Điều gì cũng có thể xảy ra. Đó thấy chưa anh nghe ta nói chưa. Ta trộn nhiều khi ta trộn bào ngư với cá rồi sao. À, sụn cá mập. Dạ thưa quý vị, vừa rồi thì Đại Nghĩa với Khả Như mới hỏi thăm một vài bạn về vùng miền của các bạn ấy, cũng như là món đặc sản liên quan tới vùng miền. Thì thật ra các bạn mới còn đang rất là mơ hồ, mông lung, chưa có kịp nghĩ ra là món gì hết. Để biết được rằng đề bài cụ thể của các bạn là gì thì các bạn ấy phải rút dao. Rút dao? Bởi vì trên dao có gì vậy anh? Có đề bài. Wow, đề bài ở trên con dao của các bạn. Đúng vậy. Xin mời. Khi rút con dao lên và mình nhận được cái món ăn quê hương của mình là dừa thì mình cảm thấy rất là tự tin và mình có rất là nhiều kinh nghiệm làm về cái món đó. Tại cái thời điểm đó tôi cảm thấy rất là hứng thú. Đây là một cái đường đua dài và mỗi một cá nhân của chúng ta phải đua với lại những cái con ngựa chín còn lại. Wow. Với chủ đề là món lươn xứ Nghệ, tôi đã rất là vui mừng quảng bá cái món ăn địa phương quê hương tôi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Yes! Thời gian bắt đầu! Yes! Hôm nay ba sẽ trực tiếp thấy con nấu. Trước khi ba mất á, ba tôi nói với mẹ là không biết tôi có đợi đến cái ngày mà ăn một món ăn sau khi nó ra trường nó làm một đầu bếp thực thụ nấu hay không? Với khả năng của tôi chỉ cần 50 phút, không cần tới 70 phút. Tôi hiện đang công tác ở Malaysia. Tom đã chinh phục giải thưởng ở quốc tế và muốn chinh phục cái giải thưởng ở Việt Nam. Áp lực của một cuộc thi, một cái khoảng thời gian nhất định. Đồng hồ nó cứ chạy làm tôi mất bình tĩnh. Không có nước. Học trung cấp kế toán ở Gạch Giá, Kiên Giang thì tôi đánh cược bản thân là đi vay tiền. Tôi muốn kiếm tiền được nhanh hơn và nhiều hơn bằng nghề bếp. Món đặc sản của Hải Dương đó là rươi tứ kỳ. Thực ra giám khảo mà quan sát hoặc là những người xung quanh họ đến họ quan sát mình thì là một cái áp lực chắc chắn rồi, đối với ai cũng vậy. Mình chỉ cần quan sát một vài cái thao tác đầu tiên của các bạn thôi thì các anh chị có thể đánh giá được một phần nào cái khả năng của các bạn ấy chưa? Quan sát bước đầu thì mình chưa có biết chắc chắn được. Trong cái nghề bếp không phải có hai mắt ở phía trước mà phải có hai mắt ở phía sau, phải nhìn sự việc gì xảy ra xung quanh mình. Quê hương của Quyết đặc sản là bánh đậu xanh. Nhận được món ăn đấy thì mình cũng có một số những cái định hướng cho cái món đấy rồi. Mời tất cả các bạn, chúng ta hãy quay trở về gian bếp của mình để nghe thông báo mới. Cái gì? Anh làm cho em lo quá. Ôi trời ơi, chết rồi. Ngay bây giờ, tất cả các bạn chúng ta sẽ... Các bạn đã có 10 phút rất là tất bật trong cái việc là đi tìm nguyên liệu cũng như là sơ chế nguyên liệu. Ngay bây giờ, tất cả các bạn chúng ta sẽ... hoán đổi vị trí bếp cho nhau. Cái gì vậy? Ông làm gì? Không thể nào. Tôm hầm bình ba. Đội, anh ơi, đội này à. Trời ơi, cái chương trình này thật là khủng khiếp. Ôi trời ơi, tôi đang làm mà đổi đề. Ngay lập tức chúng ta hoán đổi vị trí bếp cho nhau. Thật sự là rất bối rối, mình không biết mình đổi với ai. Hãy qua gian bếp của người đối diện ngay lập tức. Trong tâm trí của tôi rất là hoảng loạn. Mình bỡ ngỡ vì đây là cái món mà mình chưa từng ăn bao giờ. Khi nghe như thế thì mình bị sốc, mình muốn đi về. Đến với đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam, không phải chỉ là các bạn trổ tài với những cái món ăn sở trường của mình, những món ăn thuộc quê hương của các bạn. Và chúng tôi mong muốn rằng có một cái sự giao thoa về văn hóa ẩm thực giữa các vùng miền. Các bạn không phải chỉ nấu giỏi món ăn của quê hương mình, mà các bạn còn phải biết thực hiện thật tốt món ăn của những vùng miền khác.
Và đó là yêu cầu của chúng tôi cũng như là thử thách chính của ngày hôm nay. Thôi rồi, mình nghĩ là chương trình đùa để xem phản xạ của mình như nào. Nhưng mà chương trình chơi thật cũng rất là khốc liệt. Các bạn có thể cảm nhận cái món ăn đó theo cái suy nghĩ của mình. Chúng tôi sẽ dành cho các bạn 5 phút để các bạn trao đổi với nhau về món ăn của người bạn của mình. 5 phút bắt đầu. Bắt đầu. Bây giờ nè, em ngâm gạo. Rồi. Khi đó em sẽ làm sốt ướp. Rồi. Em ướp xong rồi anh bắt đầu. Đồ chua thôi hả? Trứng chân đồ. Chỉ có sườn thôi. Sườn cơm, đồ chua, nước mắm. Vậy thôi. Bây giờ món của em á, bây giờ là cơm á, em nấu với lại lá dứa em xay rồi. Cái mắm ruột á, anh xào sơ thịt heo cho nó săn lại rồi xẻ. Chung là em xào thịt với lại cái mắm ruột. Rồi. Bây giờ vịt anh sẵn anh ớt rồi, em nấu cà ri. Hủ tiếu, vịt xiêm nướng, nước cà ri. Ok. Rồi, hình dung chưa? Ok. Rồi. Còn cái món này đơn giản, chọn gỏi thôi. Gỏi thanh long. Đúng rồi, anh sẽ làm tôm kho thanh long. Có thể ngay cả ban giám khảo cũng không hề biết có cái những cái chuyện này, những cái đề tài, những cái diễn biến thay đổi trong quá trình thi như vậy. Và Kỳ nghĩ rằng là cái này cũng là một cái hay để cho mình chứng tỏ rằng là đây là cái năng lực. Cái gì đây? Cái đang nấu đường lên. Nấu đường lên xong nha. Lấy cái bưởi á, lấy cái vỏ bưởi á, ép ra. Ok, tóm lại nó là một món gỏi. Gỏi đúng rồi. Chả dươi. Dạ. Đúc trứng đúc thịt không? Là sao? Chả dươi tứ kỳ. Đó là cái gì? Từ anh lơ xe mà chuyển thành người phụ bếp thì ba tôi biết được cái niềm đam mê của tôi thì sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ, dù đó là cái cả một gia tài, là một xào khoai mì mà đưa tôi đến ngày bếp ngày nay. Cái nguyện vọng niềm đam mê của tôi lại gánh thêm một phần khó khăn cho ba mẹ. Ai nấu cái bàn của chị hai anh vậy? Đây, tập đầu tiên nấu với bà đầm thém đi ghê chưa? Đổi không? Chị hai anh là nhiều người biết. Đối với ánh mắt nhìn của những người trong nghề giúp em, chị hai anh là một người mạnh. Chắc chắn một điều nhiên chị hai anh người phụ nữ rất cứng rắn. Chị hai anh là có nhiều năm kinh nghiệm nhất. Chỉ là có thể là gần 20 năm kinh nghiệm trong bếp. Qua nhìn là hỏi em làm cái gì đến đó thì em làm phá lấu. 60 phút mà làm món khoai lấu thiệt sự đối với tôi rất khó. Rồi cá phi lời ra. Cái đó có ăn bánh tráng cuốn hay là không có ăn như em? Bây giờ nó đổi nhau là đổi thì tôi cứ muốn em muốn làm sao anh với nó công thức thì thôi. Ok. Tôi không biết là điều gì đang xảy ra. Hai vùng miền khác nhau, cái cách ăn khác nhau, cái gia vị khác nhau thì thật sự là hoảng hốt. Nè, em bắt đầu của em ra để bàn cho chị đi. Món này là món gì đây? Gỏi hầu. Rồi của em là cái gì? Tôm, chè lưng. Đúng rồi, gỏi bưởi. Rồi gỏi bưởi rồi. Rồi cái này là hàu nấu mỡ hành. Khu lột. Tẩm bột. Tẩm bột chiên giòn. Chiên giòn đúng rồi, mắm gì? Tẩm bột chiên giòn chấm mắm me. Áp dụng những cái kỹ thuật nấu ăn hiện đại như là ẩm thực phân tử, các cái kỹ năng sous vide, kỹ năng nấu chậm, nướng chậm, để mà áp dụng vào những công thức cổ điển đem lại thực khách những cái trải nghiệm mới. Món Nghệ An mình còn chưa ăn rồi, huống chi là nấu lương Nghệ An. Làm sao đi ta? Cha ơi, ông nội này ông nấu ông không có lấy dụng cụ gì hết vậy. Quá bất ngờ và mình hơi căng thẳng. Mình làm bánh vịt nướng sốt nước mắm gừng, đặc trưng là cái sốt nước mắm và là cái cổ hủ dừa quê mình Bến Tre. Cái này là đang thưa. Trà nha. Có nghĩa là lấy nước ra từ trà. Yeah. Mình thấy những cái nguyên liệu trên bàn nó trái ngược hoàn toàn với những cái mình chuẩn bị. Dạ thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rõ sự lúng túng và hơi căng thẳng của các đầu bếp, các thí sinh của chúng ta vì cái sự thay đổi đột ngột này. Vừa rồi là 5 phút để trao đổi đã kết thúc. Còn bây giờ sẽ là khoảng thời gian thật sự dành cho các bạn thực hiện món ăn. Và thời gian dành cho các bạn bắt đầu. 70 phút nha. Cố lên các em. Hưng ơi, làm cái bát cà ri xào cho nó thơm lên. Ok, em sẽ nấu theo kiểu phong cách em mười quê anh nhanh luôn. Chúng ta vào đây chiến đấu và thi những cái gì chúng ta đang có bằng hết sức lực của mình, công hiến của mình. Cái món của em có cơm nữa hả? Có, em đã nói anh rồi, cơm em để sao nhiều canh bột quá vậy? Vừa có cơm vừa có khoai nữa. Anh nấu cơm mà chưa làm hai em với anh ăn luôn á. Anh Vương ơi, gọi này có anh kèm nước chấm không anh? Có em. Nước chấm nó gồm những gì? Gọi ớt, bánh đi nồi phộng, mắm gừng. Ok. Em thiệt sự em không biết em đang làm gì luôn á chị Hải Anh à. Trời ơi, ông ơi, ông phải đến thăm quê tôi rồi, bởi vì trứng đúc thịt đâu không biết nữa hả? Chị ơi, sao chị nấu món này khó quá? Khó lắm hả? Khó mà nhớ cho ăn ở đây, rồi chị bày cho.